Mình dạy cho bé cái kỹ năng mà biết biết nó cảm ơn khi mà ai cho mình quà bánh hoặc là đưa cho mình đồ chơi, cho mình bất cứ việc gì thì mình cũng phải biết nói cảm ơn và phải biết nói xin lỗi. Khi mà mình làm sai điều gì đó mình cũng xin lỗi, và mình cũng lấy một cái điều thiết thực, đó là mình người lớn mình cũng phải làm với bé những điều đó để cho bé nhận biết được, có được cái ý thức và bé có được cái kỹ năng đó, sau này bé sử dụng nó thuần thạo và nó một cách thành một cái thói quen. Ví dụ khi mà mình nhờ bé lấy giùm mình cái gì đó thì mình cũng nói là thank you, cũng nói cảm ơn bé. Hoặc là khi bé cho mình cái gì đó ăn, đút cho mình cái gì đó hoặc là cho mình gì đó, mình cũng phải nói cảm ơn bé. Và khi mình làm sai điều gì đó hoặc mình đã hiểu lầm ý của bé rồi thì mình cũng phải nói sorry, mình cũng phải biết nói xin lỗi để bé tạo thành cái thói quen luôn, và sau này bé cũng sử dụng cái đó ở trong cái cuộc sống được được thuần thạo, được quen dễ dàng, cách dễ dàng hơn. Khi mà dắt bé ra ngoài chơi thì cả nhà biết rồi, con nít thì rất là mê đồ chơi, tất cả mọi thứ, quần áo, đồ chơi gì chẳng hạn, khi ra ngoài thì mình cũng dạy cho bé biết cách giới hạn. Khi dắt bé ra ngoài chơi thì thấy đồ chơi đẹp hoặc cái gì đó hoặc quần áo cái gì đó, mà khi những thứ mà mình sắm cho bé cũng đã đầy đủ rồi, không phải là thiếu, nhưng mà đối với một đứa con nít thì bé luôn có cái sự đòi hỏi, luôn thấy cái gì cũng thích hết, cũng đòi mua, cũng thích hết trơn á, thì mình cũng dạy cho bé biết, nói là những thứ đồ chơi mà mẹ mua cho con trước kia thì nhiêu đó con cũng đã vừa đủ chơi rồi, và những thứ này thì mình nếu như mà bé muốn thì mình có thể ra cái điều kiện cho bé là bé giỏi, bé ngoan cái gì đó, để cái dịp sinh nhật hoặc là cái dịp lễ nào đó thì mình sẽ hứa sẽ mua cái món đồ chơi đó cho bé, hoặc là bé sẽ ngoan trong thời gian sắp tới về một cái điều gì mình đưa ra đó thì mình sẽ đáp ứng, sẽ mua cho bé. Muốn xem thì má dắt cho đi xem, nhưng mà cũng không có đòi hỏi, không có khóc la giữa cái nơi công cộng như vậy, là điều đó là không có tốt, điều đó là xấu xấu, không có ngoan đâu. Mình nói cho bé biết như vậy để bé có ý thức được về điều đó, và khi bé thích cái món đồ chơi gì bé sẽ nói cho mình biết, ô con thích món này đó má má ạ, và chừng nào má má có tiền má má mua cho con nhé, thì bé thường nói với mình như vậy. Thì mình cũng hứa với bé là ngay cái dịp nào đó bé ngoan, hoặc là ngay cái dịp lễ nào đó, hoặc là cái dịp sinh nhật chẳng hạn, thì mình sẽ mua món quà đó cho bé. Và khi mình hứa thì mình phải giữ lời, đúng lời hứa nhé, vì trẻ nó rất là nhớ, rất là dai, những gì mình hứa với bé thì bé sẽ không có quên đâu, và mình cũng đừng làm cho bé thất vọng. Và sau đó thì mình cũng chỉ cho bé cái cách mà dọn dẹp vệ sinh, dọn dẹp cái đồ chơi ở trong nhà chẳng hạn. Ví dụ khi bé chơi xong thì mình nhớ nhắc nhở bé là sau khi con chơi xong con phải dọn dẹp đồ chơi, và lần sau con chơi thì con đem ra chơi nữa. Và mình nói không thì vẫn không được, không đủ, thì mình cũng giúp cho bé, vừa nói cho bé xong và mình cũng vừa một tay phụ bé dọn dẹp, thì mẹ sẽ dọn dẹp giúp cho con, thì lần sau con cứ làm theo y như vậy, dọn dẹp sạch sẽ như vậy là được. Và mình tạo cho bé thành cũng thành cái thói quen luôn, thì sau này bé chơi xong thì bé cũng tự biết lo, tự biết dọn dẹp. Nếu như bé của mình á, thì cũng quen rồi thì chơi đôi lúc thì cũng quên, cũng bỏ ra đó rồi đi chỗ khác, thì mình cũng thấy và mình nhắc nhở bé là con còn chơi nữa không? Không chơi nữa thì nên dọn dẹp nha, dọn dẹp sạch sẽ rồi lần sau con chơi thì con lại đem ra. Thì bé cũng nghe và sau cái lời nhắc nhở đó thì bé cũng làm theo rất là tốt. Hoặc là có khách đến nhà chơi thì mình cũng nói với bé là ô đồ chơi của con chơi con đã dọn dọn sạch sẽ gọn gàng chưa, để chút nữa có khách đến nhà đấy nha. Thì bé vừa vừa nghe như vậy là bé có ý thức được liền, là bé tự đi clean up, tự dọn dẹp sạch sẽ hết các cái đồ chơi của mình, đâu vào đó gọn gàng hết, rất là ngoan, rất là giỏi. Và bé của mình thì cũng có được cái bản tính là cũng rất là tốt, rất là ngoan, hay giúp đỡ mẹ.
dọn dẹp nhà cửa này kia thì bé cũng hay đi bên cạnh của mình để phụ mình, phụ giúp mình. Điều đó thì mình cũng rất là vui vì bé biết chia sẻ cái công việc với mẹ như vậy. Và với cái cách đối xử, cái cách mình quan tâm, mình yêu thương một đứa trẻ đó, yêu thương con mình đó, thì mình cũng nên đặt mình vào cái vị trí như là một người bạn của bé. Tại vì như vậy thì mình có thể hiểu được trẻ muốn gì, mình hiểu được ý của trẻ hơn, mình có thể dễ hòa nhập, dễ biết được cái tính cách của con mình để mình dạy dỗ con mình một cách tốt nhất. Vì giữa cái quan hệ tình cảm gia đình á, giữa mẹ con, cha con với nhau á, mà mình có sự phân biệt, phân cách, ví dụ như là mình là cha mẹ là phải lớn hơn, rồi con ở dưới cha mẹ nói gì thì con phải nghe theo, thì điều đó con mình á, mình sẽ tạo cái khoảng cách ra giữa con mình và mình, thì không có gần gũi với nhau được. Và có điều gì đó con mình nó cũng không thể thoải mái mà chia sẻ với mình được, và mình cũng không có hiểu con mình, và có giữa cái tình yêu thương nó có cái sự ngăn cách. Mình nên đặt mình vào cái vai của một người bạn của con mình, thì như vậy thì mình sẽ dễ dàng, mình tiếp xúc với con mình, sẽ hiểu được con mình nhiều 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 nhất có thể. Và theo cái cách này thì cho tới lúc trẻ còn nhỏ, cho tới khi mà lớn lên, khi trẻ trưởng thành luôn sau này, thì mình vẫn giữ nguyên cái quan điểm này, là mình đối xử với con mình giống như là ngang cái level với nhau, ngang cái cấp bậc với nhau, như là một người bạn với nhau như vậy. Chứ mình không có cái quan niệm, mình sẽ không có giống như là đưa mình lên trên và đặt con mình ở dưới, như là những cái cách dạy dỗ mà thời xưa vậy, thời cổ hủ, thời cổ điển thời xưa, mà cha mẹ đặt đâu con phải ngồi đó, cha mẹ nói gì thì con phải nghe. Cái điều đó mình tạo cái khoảng cách rất là lớn, và mình cũng sẽ khó hiểu con mình, và con mình nó cũng sẽ không có hiểu được cha mẹ nó, và nó tự đặt nó cách xa với cha mẹ ra, và không có sự dây gắn kết nó tốt được. Và mình cũng cho con mình cái quyền làm chủ chính bản thân nó, và để mình hiểu nó hơn, và mình biết thông cảm, hiểu cho con mình, cho nó cái quyền tự do làm chủ chính bản thân nó. Thì ví dụ như con mình bây giờ còn nhỏ thì đi chơi, mình dắt bé đi chơi, ví dụ đi ăn một món gì đó, thì mình có thể cho bé coi cái menu, rồi cho bé tự chọn cái món ăn mà bé thích, hoặc là chọn cái món nước mà bé thích uống. Thì như vậy thì mình sẽ đáp ứng cho bé, chứ mình không có tự mua những cái thức ăn mà sẵn có sẵn theo như mình chọn, và mình bắt trẻ phải ăn theo ý của mình, hoặc là mình mua sẵn những cái nước uống, những cái đồ ăn vặt của trẻ mà mình bắt trẻ phải ăn theo ý của mình. Như vậy mình nghĩ là tốt thì chưa hẳn là tốt, vì nếu như mình bắt trẻ ăn uống theo cái cách của mình như vậy thì trẻ cũng sẽ không có vui, và cũng không có biết được rõ là mình thích cái gì, mình muốn cái gì, và mình thật sự thích ăn cái món gì. Và cái những cái điều về đơn giản về ăn uống hàng ngày, cái đó thì mình cũng cho trẻ tự tự quyết định cái quyền tự quyết định những cái món ăn mà mình ưa thích, cũng như quần áo mặc cũng vậy, mình cũng dắt trẻ đi mua sắm và mình cũng cho trẻ coi. Thì trẻ mà đôi lúc thì mình cũng có những cái góp ý nhỏ cho trẻ, nhưng mà về quần áo mua mua sắm thì mình thấy trẻ thích cái gì thì mình nói cho trẻ biết, và mình đáp ứng cho trẻ mua những cái đồ mà trẻ thực sự thích. Thì sau khi về nhà thì những cái bộ đồ đó mình thấy trẻ cũng thực sự rất là vui khi mặc những cái bộ đồ đó đi chơi hoặc là ở nhà chẳng hạn, bé rất là vui. Chứ còn mà mình mua sẵn hết những cái đồ mà những cái kiểu mình thích, vì cái con mắt của mình, người lớn á, lựa nhiều lúc khác nhau chứ không có giống những đứa trẻ được. Đứa trẻ thì họ chọn những cái đồ mà nó thật sự thích hơn, nó mặc thì nó sẽ vui hơn. Thì mình cũng thoải mái cho trẻ lựa chọn cái quần áo trang phục mà trẻ thích.
cũng như những cái ý kiến mà của trẻ đưa ra thì mình cũng lắng nghe trẻ chia sẻ, trẻ đưa ra, rồi mình cái nào mình cảm thấy không được vì người lớn mình có thể phân biệt được rõ hơn con nít thì mình sẽ góp ý cho trẻ và giải thích, góp ý hoặc giải thích cho trẻ biết được rõ hơn cái gì mà trẻ cần thì trẻ sẽ làm tốt hơn về điều đó. Và điều quan trọng hơn là mình bất cứ lúc nào cũng ở bên cạnh trẻ để hỗ trợ, để chia sẻ, để góp ý, để quan tâm trẻ đến những lúc mà trẻ cần thiết, cần mình cha mẹ ở bên cạnh. Thì mình có những cái theo những cái kinh nghiệm của mình dạy trẻ, dạy con của mình, thì bây giờ thì con mình cũng mới có 4 tuổi thôi, thì mình dạy hết những cái kỹ năng đó thì thấy trẻ rất là tốt, trẻ phát triển rất là tốt về cái kỹ năng sống, rồi kỹ năng quan tâm người khác, yêu thương súc vật đồ, trẻ rất là tốt. Và sau này tới khi mà trẻ mà từ từ lớn lên thì cái cơ thể trẻ sẽ thay đổi nữa, thì và cái tâm sinh lý cũng thay đổi, thì sau này thì mình không biết cái bản tính của trẻ như thế nào, thì mình sau này mình sẽ nói tiếp về phần tiếp theo. Còn bây giờ thì tới thời điểm hiện tại này thì mình những gì mình đã chia sẻ đó thì mình đã áp dụng với con của mình đã, thì thấy con mình nó rất là tốt, rất là ngoan, giỏi. Và không biết ý kiến của cả nhà như thế nào, dạy dỗ con như thế nào, thì có gì thì cho mình biết cái bình luận, cho mình biết cái bình luận ở bên dưới. Còn có ý kiến nào hay nữa thì mà hãy góp ý thêm cho mình nhé. Và cảm ơn cả nhà đã theo dõi. Nhớ chia sẻ và đăng ký kênh mình để nhận được nhiều video khác hơn nhé. Bye, Sydney. Bye.